cũng là tai nghe Zitly nhưng mà nó lạ lắm. Đây chính là em tai nghe Zitly ZH6. Nó lạ ở đây chính là cái phần chất âm nó không còn quá to như những chiếc tai nghe Zitly nữa. Mình để mắc pin âm thanh thì nghe vẫn rất là dễ chịu. Và cái giải âm của em này cũng đánh giá là dễ chịu luôn. Nó không thiên quá nhiều về giải âm nào, nhưng mà kể cả nghe nói, nghe hát và nghe chơi game mình đều cảm thấy một cảm giác chung, đó chính là dễ chịu. Về thiết kế thì em này mang một cái thiết kế tương đối là cổ điển. Nó sẽ có LED nha mọi người. Rồi cái phần trục tai của nó không quá là dày và không quá to bản nữa. Headband thì sẽ có thể điều chỉnh được ở bên dưới này. Đấy, cái kiểu da của nó trông thấy cổ điển rồi cơ. Và em này sẽ có mic đi kèm cho mọi người luôn ha. Nếu mà để đánh giá thì mình khá là thích cái chất âm của em này. Còn về thiết kế thì nó không phải là gu của mình lắm. Nhưng nếu các bạn nào yêu thích cái sự thiết kế đơn giản, cổ điển và một chất âm vừa phải, dễ chịu, dễ nghe, thì có thể thử cái mã Zitly ZH6 này nhá.